Bích Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2019. Đến với bản tin hoạt trình đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin tài liệu, trong phần 2 là bản tin tổng kết kinh tế tuần qua. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin tài liệu đặc biệt với Minh Thúy đầu tuần. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Vào ngày 30 tháng 10 năm 1961, hơn 16 năm sau khi loài người bước vào thời đại chiến tranh hạt nhân Liên Xô đã chứng minh khả năng đáng sợ của kho vũ khí hạt nhân của họ bằng cách cho nổ một quả bom hydro mạnh gần như không thể tưởng tượng được. Già Bomba còn được gọi là vua các loài bom hay là Big Ivan, một mực danh của quả bom RDS-220. Dịch nghĩa tiếng Việt là bom sa hoàng, là loại bom mà Liên Xô chế tạo trở thành vũ khí hạt nhân mạnh nhất, hiện vẫn là thiết bị nổ mạnh nhất mà con người từng cho nổ trong lịch sử nhân loại và làm tăng đáng kể sự lo lắng đi kèm với chiến tranh lạnh. Đây là quả bom lớn nhất từng phát nổ trên thế giới, là loại vũ khí được Liên Xô sử dụng nhằm cân bằng sức mạnh với Hoa Kỳ. Việc máy bay dọ thám U-2 của Mỹ bị Liên Xô bắn rơi vào năm 1960 đã khiến cho quan hệ giữa Washington và Moscow rơi vào căng thẳng trầm trọng trong khi đó cam kết ngừng thử vũ khí hạt nhân được Liên Xô ký với Mỹ và Anh Quốc vào năm 1958 đã khiến cho Moscow thua kém hơn hẳn so với Washington về số lượng đầu đạn hạt nhân chính vì vậy Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev đã quyết định rút khỏi cam kết trên và ra lệnh phát triển một loại bom khổng lồ nhằm mục đích khiến cho Mỹ phải run sợ già bom bà ra đời chỉ 15 tuần sau quyết định của ông Khrushchev. Quả bom này có đến 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn trước được sử dụng để phát nổ giai đoạn sau, nhằm nhân sức công phá của quả bom lên gấp bội. Đến năm 1961 thì Liên Xô đã cho thử nghiệm một trái bom hạt nhân có sức mạnh khủng khiếp, mạnh tới mức không thể dùng trong chiến tranh. Và nó gây ra những tác động ghê gớm một cách rất khác biệt so với những thứ vũ khí khác thập niên trước đó là thời kỳ các nhà nghiên cứu hạt nhân của liên xô đã đạt được những bước tiến dài chiến tranh thế giới thứ hai đã đặt hoa kỳ và liên xô vào cùng một phe nhưng thời kỳ hậu chiến là lúc quan hệ hai bên trở nên lạnh nhạt rồi tới mức băng giá và liên xô đứng trước một đối thủ siêu cường có khả năng hạt nhân thì chỉ có một sự lựa chọn duy nhất đó là phải đuổi kịp và phải kịp thật nhanh vào sáng ngày 30 tháng 10 năm 1961, một chiếc phi cơ thả bom Tu-95 của Liên Xô cất cánh từ sân bay Oleya ở bán đảo Kola, miền Bắc Nga. Chiếc máy bay khổng lồ với sải cánh rộng và bốn động cơ có nhiệm vụ chở kho vũ khí và bom hạt nhân của Nga. Chiếc Tu-95 mang theo bên dưới nó một trái bom khổng lồ, lớn tới mức không thể đặt vừa vào bên trong khoang máy bay nơi lẽ ra đạn dược thường được chứa để vận chuyển đi các nơi khác. Trái bom dài 8 m đường kính gần 2.6 m và nặng trên 27 tấn. Máy bay TU-95 thả bom ra bomba ở quần đảo Novaza, Zemlya, Bắc Băng Dương. Máy bay đã thả bom ở độ cao 10.500 m và nó đã bắt đầu nổ ở độ cao 4.200 m. Về mặt hình thức, nó có hình dạng rất giống với bom Leader Boy và Fat Man, vốn đã tàn phá các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản hồi 15 năm trước đó. Nhưng sức công phá ước tính trên lý thuyết vào khoảng 51 megaton, nhưng trên thực tế thì quả bom đã tạo ra một vụ nổ cỡ 57 megaton, tương đương với 57 triệu tấn thuốc nổ TNT, gấp 3.500 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống Hiroshima. Việc bom ra bom ba phát nổ đã tạo ra đám mây hình nấm cao tới 60 km và vòng phỉ huyệt hoàn toàn ở bán kính 35 km. Chiếc máy bay Tupolev Tu-95 được sơn màu trắng sáng để làm giảm bớt hiệu ứng flash từ trái bom. Một loại sơn quân sự đặc biệt được thiết kế để bảo vệ sự toàn vẹn của máy bay và sức khỏe của phi hành đoàn bằng cách phản xạ mức xạ nhiệt do vụ nổ hạt nhân và phi hành đoàn được trang bị kính đen, được thiết kế để bảo vệ mắt khỏi bị ánh sáng chói lóa của đèn flash chưa từng thấy. Còn chiếc phi cơ thả bom TU-16 khác nhỏ hơn đã được chỉnh sửa cho phù hợp, bay ở bên dưới, sẵn sàng ghi lại hình ảnh quan cảnh vụ nổ và ghi nhận, theo dõi các mẫu không khí, trong lúc đó được bay ra từ vùng có vụ nổ. Mặc dù bom được thả ra bằng một chiếc dù khổng lồ, nặng gần một tấn được thiết kế để làm giảm tốc độ bay xuống độ cao định sẵn là 3.940 m được cho nổ vào lúc 11 giờ 32 giờ Moscow. Tới lúc đó có thể giúp cho các phi công có đủ thời gian để thoát khỏi khu vực phá hủy. Hai chiếc máy bay đã có thể bay xa được gần 50 km, và đó là khoảng cách lẽ ra là đã đủ để bảo đảm an toàn. Khi các máy bay cất cánh, những phi công này đã nhận thức rằng số phận của họ nằm trong may rủi. Nhưng mọi người tham gia vào chiến dịch đều biết rằng phi hành đoàn thả bom chỉ có 50% cơ hội để sống sót sau nhiệm vụ. Các phi công chỉ có khoảng 2 phút rưỡi để di chuyển tới khoảng cách tối thiểu là 30 dặm, từ Ground Zero chuyển tất cả sự tập trung vào mình và hy vọng vào việc đưa phi hành đoàn của mình tới nơi an toàn khi da bomba phát nổ trong chớp mắt, nó tạo ra một quả cầu lửa rộng 5 dặm. Quả cầu lửa bùng lên trên do sức mạnh khủng khiếp mà nó tự tạo ra. Người ta có thể nhìn thấy sự bùng lên từ một khoảng cách đó 1.000 km. Tại Novaza Zemlia, những tác động mà trái bom tạo ra là vô cùng khủng khiếp. Ở ngôi làng Severny, cách địa điểm thả bom chừng 55 km, toàn bộ các ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Các huyện thị của Liên Xô nằm cách đó hàng trăm dặm cũng phải hứng chịu nhiều tổn thất, hư hại khác nhau, từ sập nhà, tốc mái, bung cửa, vỡ kính, vân vân. Việc phát sóng radar bị gián đoạn trong hơn một tiếng đồng hồ. Chiếc TU-95 may mắn thoát hiểm, sóng của vụ nổ mà ra bom ba gây ra đã khiến cho máy bay thả bom khổng lồ rơi từ độ cao hơn 1.000 mét trước khi viên phi công tái kiểm soát được tình hình. Các thiết bị cảm ứng do đợt sóng của vụ nổ lan rộng quanh trái đất không chỉ một hay hai mà là ba lần. Một vụ nổ như vậy thì không thể giấu kín. Hoa Kỳ có một chiếc máy bay dọ thám cách vị trí của vụ nổ vài chục km. Chiếc máy bay này đã mang theo một thiết bị quan học đặc biệt được gọi là Band Meter, rất hiệu quả trong việc tính toán sức mạnh của các vụ nổ hạt nhân dữ liệu mà chiếc máy bay này thu nhận được được đặt mã hiệu là Speedlight, được dùng bởi Ủy ban Thẩm định Vũ khí nước ngoài nhằm tính toán sức mạnh của các vụ nổ bí hiểm. Quốc tế nhanh chóng lên án sự việc xảy ra không chỉ từ phía Hoa Kỳ và Anh quốc, mà còn cả từ một số quốc gia láng giềng của Liên Xô trên bán đảo Scandinavia như là Thụy Điển. Điều duy nhất may mắn trong vụ mây nấm này là do quả cầu lửa không trùm xuống mặt đất cho nên một số lượng phóng xạ xả ra chỉ ở mức thấp một cách đáng ngạc nhiên. Mọi thứ có thể đã rất khác, nhưng may là do một thay đổi trong thiết kế để khống chế được bớt sức mạnh của nó. Nếu không thì quả bom ta bom ba có lẽ đã có sức công phá mạnh gấp đôi. Nga không đưa ra ra bom ba vào biên chế, nhưng sự xuất hiện của nó là lời khẳng định rằng Liên Xô hoàn toàn có khả năng tạo ra vũ khí hạt nhân với sức hủy diệt đáng sợ. Bom ra bom ba không phải là một quả bom hạt nhân bình thường. Nó là một kết quả của một nỗ lực ghê gớm, quyết liệt của các nhà khoa học gia Liên Xô trong việc chế tạo một thứ vũ khí hạt nhân mạnh nhất. Đây là sự mong muốn của Thủ tướng Nga khi đó là Nikita Khrushchev, là khiến cho cả thế giới phải run sợ trước sức mạnh khủng khiếp của kỹ nghệ Liên Xô. Và kính thưa quý vị, như đã nói, Già bom to khủng khiếp, đáng sợ hơn một con quái vật bằng thép. Nó to tới mức không đặt vừa vào bên trong một chiếc máy bay lớn nhất và nó có thể phá hủy cả một thành phố. Nó là một thứ vũ khí cuối cùng dùng tới khi người ta không còn cách nào khác. Sau vụ thử nghiệm của Liên Xô, Mỹ đã ngừng việc giữ trữ vũ khí hạt nhân. Đến ngày 5 tháng 8 năm 1963, Liên Xô, Anh Quốc và Mỹ đã đã cùng ký hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân trong không gian, dưới biển hay ngoài không gian. Vụ nổ với sức phá chưa từng thấy trước thời điểm đó đã gây ra một sự kiện đáng ghi nhớ đối với các nhà lãnh đạo trên thế giới. Vụ nổ thử nghiệm này cũng buộc các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và phương Tây phải suy nghĩ nghiêm túc về khả năng quân sự, công nghiệp và dĩ nhiên là buộc họ phải xem xét lại các tham vọng quân sự của mình cảm ơn quý vị đã theo dõi minh thúy xin kính chào mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới